Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đoàn Thế Vinh, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1964, là bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, năm 2022, ông Đoàn Thế Vinh cùng con trai là Đoàn Đức Anh sinh năm 1990 đã có hành vi đưa ra các thông tin sai lệch về việc đấu thầu các suất đất tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 6,79 tỷ đồng của các nạn nhân. Anh Phùng Ngọc Tú sinh năm 1987, chị Dương Thị Thuận sinh năm 1979 và chị Nguyễn Thủy Trang sinh năm 1976 đều trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, vụ án này đã được khởi tố vào ngày 29 tháng 5 năm 2024. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định rõ hành vi phạm tội của ông Đoàn Thế Vinh và đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố đã được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên để phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện nội dung tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc có cú bắt tay lịch sử 2 triệu đô. Trước thông tin trên, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đã lên tiếng khẳng định về sự việc và hình ảnh của nam nghệ sĩ bị đối tượng xấu lấy cắp và sử dụng cho mục đích lừa đảo và đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc để tình trạng này không tiếp tục diễn ra. Đây là hành vi vi phạm bản quyền về hình ảnh, vi phạm quyền của người tiêu dùng. Trong điểm tin an toàn thông tin trên không gian mạng tuần từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cảnh báo người dùng mạng xã hội về hành vi lừa đảo tài chính liên quan giả mạo thông tin người nổi tiếng. Cục An toàn Thông tin cho biết ngày 15 tháng 8 trên fanpage Facebook có tên Showbiz Trending đưa tin 24 giờ đăng tải một bài viết có tên Bản hợp đồng số 1 trị giá 2 triệu đô của Phạm Nhật Vượng dành cho gà cưng Xuân Bắc và nhãn hàng của anh ấy đại diện Tom Ford. Nội dung bài viết đăng tải, lễ ký kết thành công 5.000 mã giảm giá Tom Ford được đưa vào Việt Nam tạo nên cơn địa chấn nước hoa trên toàn quốc và để thông tin về 3 mã nước hoa Tom Ford được sale tới 65%, giá còn chưa đến 1 triệu một chai. Để tăng tính thuyết phục với người dùng, fanpage này còn đăng tải hình ảnh qua chỉnh sửa, cắt ghép của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc để tạo niềm tin hòng lừa đảo trục lợi người tiêu dùng. Theo phân tích của chuyên gia bảo mật, với hình thức lừa đảo, giả mạo thương hiệu, giả mạo nghệ sĩ trên, các đối tượng sẽ tạo lập nhiều trang fanpage, trang mạng xã hội giả mạo vô cùng tinh vi và chuyên nghiệp. Trang web giả mạo có giao diện trông giống như trang web chính thức của một thương hiệu nổi tiếng. Các đối tượng có thể sử dụng các tên miền tương tự hoặc thay đổi một vài ký tự để làm cho trang web trông hợp lệ. Để tăng mức độ uy tín, các đối tượng còn tạo ra các tài liệu, quảng cáo hoặc sản phẩm với tên và logo của thương hiệu uy tín, đồng thời cắt ghép hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng. Đáng nói, những bài đăng của đối tượng lừa đảo trên thường có nội dung vô cùng hấp dẫn như các chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh, sản phẩm, giá siêu rẻ so với thị trường nhằm thu hút sự chú ý và đánh lừa người tiêu dùng. Đồng thời, trên các thông tin khuyến mại thường gắn các đường dẫn, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng. Mục đích của kẻ xấu là đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và lừa tiền các nạn nhân. Đại diện phía tập đoàn Vingroup khẳng định không có bất kỳ cuộc hợp tác săn sale nào với hãng nước hoa trên cùng với nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc. Việc sử dụng hình ảnh của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc là lợi dụng hình ảnh cắt ghép trái phép để gây hiểu lầm, mục đích là lừa đảo bán hàng kém chất lượng. Trước thực trạng trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo mọi người cần cẩn trọng trước những bài đăng hoặc những thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Người dân, đặc biệt là người thường xuyên thực hiện giao dịch mua bán trên mạng xã hội, cần kiểm tra tính xác thực của thông tin và người bán. Người tiêu dùng cần tìm kiếm thông tin về nghệ sĩ hoặc thương hiệu trên các trang web chính thức hoặc các nguồn tin cậy để xác minh sự hợp pháp của các sản phẩm được quảng cáo, tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các hoạt động giả mạo, người dân cần gửi báo cáo hoặc cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội, trang web liên quan hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý và ngăn chặn các hoạt động gian lận.
Tối ngày 26 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá một đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép, tạm giữ 3 đối tượng gồm Mau Văn Quắn sinh năm 1981, Trương Hoài Phong sinh năm 1996 và Trương Thị Diễm Thúy sinh năm 1978, cùng trú tại Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Theo thông tin ban đầu, Công an tỉnh An Giang phát hiện ở huyện An Phú xuất hiện đường dây tổ chức đưa người qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia trái phép để đánh bạc với quy mô lớn gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện An Phú đấu tranh làm rõ đường dây này. Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Công an tỉnh đã lên kế hoạch đấu tranh triệt phá. Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 8, tổ công tác của Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng với Phòng nghiệp vụ Công an huyện An Phú phát hiện Mau Văn Quắn điều khiển vỏ lãi chở 3 người khác từ casino ở Campuchia về Việt Nam. Tiếp đó, Trương Hoài Phong điều khiển vỏ lãi chở 2 người khác từ casino ở Campuchia về Việt Nam. Khi Quắn chở khách đến bờ ruộng thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, thì lực lượng chức năng mật phục ập tới, các đối tượng bỏ chạy. Lợi dụng địa hình ngập nước, Quắn điều khiển vỏ lãi chạy sang Campuchia tẩu thoát. 3 người khách chạy vào nhà dân lẩn trốn thì bị bắt. Riêng Phong điều khiển vỏ lãi chạy về bờ ruộng cách vị trí của Quắn khoảng 300m để 2 khách lên bờ trốn thoát. Sau đó Phong điều khiển vỏ lãi chạy sang Campuchia. Được sự hỗ trợ của đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, tổ công tác của Công an tỉnh An Giang đã vận động Mau Văn Quắn ra đầu thú. Tiếp đó, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Thị Diễm Thúy, thu giữ 2 điện thoại di động và 20 triệu đồng. Tại trụ sở công an, đối tượng Diễm Thúy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng hiện trường, tổ công tác tiếp tục tạm giữ 6 xe mô tô, 1 xe ô tô 7 chỗ, nghi vấn của các đối tượng sang Campuchia trái phép để đánh bạc. Tiến hành truy xét, đến ngày 25 tháng 8, tổ công tác bắt được Trương Hoài Phong khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Phước Hưng, huyện An Phú. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thúy cùng Quắn, Phong và một số đối tượng khác hình thành đường dây đưa người khép kín, có tổ chức, hoạt động trong một thời gian dài, đã tổ chức đưa rước rất nhiều người qua lại Việt Nam, Campuchia trái phép để đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quắn, Thúy và Phong để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 26 tháng 8, thông tin từ Công an huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thúy Hoàng, 46 tuổi, quốc tịch Na Uy, tên tiếng Việt thường gọi là Thủy, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu tháng 6, Hoàng liên hệ qua mạng xã hội với một đầu mối ở Đồng Tháp, yêu cầu người có nhu cầu xuất khẩu sang Na Uy, một số quốc gia châu Âu có mức thu nhập cao, Hoàng thu phí 25 triệu đồng một người. Sau thời gian ngắn, có 33 người đã đăng ký nộp cho Hoàng tổng cộng 360 triệu đồng. Cuối tháng 6, Hoàng giả vờ đưa nhóm người này đi làm visa để lấy lòng tin. Đến tháng 8, Hoàng tổ chức đưa nhóm người đăng ký xuất khẩu lao động đến sân bay Tân Sơn Nhất như lịch hẹn, tuy nhiên không ai xuất cảnh được. Các nạn nhân sau đó đã tố cáo hành vi của Hoàng đến cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, Công an huyện Tháp 10 xác định Hoàng không có khả năng đưa người xuất cảnh. Đối tượng chỉ thực hiện chuỗi hành vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.